có bất và hai nữa là có bệnh kèm theo thì chúng ta sẽ làm một số các cái xét nghiệm, một số các cái xét nghiệm về máu. Thưa các bạn, mục đích của các bạn đi khám tiền hôn nhân để làm gì? Thì tôi vừa mới nêu rồi. Đấy, chỉ chúng ta kiểm tra được các cái bất thường về vấn đề tình dục, bất thường về vấn đề về sinh sản, xem có bất thường hay không để chúng ta điều chỉnh. Đấy. Thì chúng ta cần chuẩn bị là một là về tâm lý. Đó, về tâm lý xem là nó bình thường hay bất thường thì chúng ta sẽ làm cái gì. Đúng không ạ? Đấy, và có bất và hai nữa là có bệnh kèm theo thì chúng ta sẽ làm một số các cái xét nghiệm, một số các cái xét nghiệm về máu. Đó, nếu cần thiết. Đấy, thì là một số xét nghiệm thì cần phải nhịn ăn, ví dụ như là xét nghiệm về đường máu thì cần nhịn ăn. Thế còn một số các bệnh khác thì cũng không cần phải liên quan nhiều đến ăn, nếu mà làm lúc đói buổi sáng thì tốt nhất, còn nếu không thì các bạn vẫn có thể làm được. Đấy, không ảnh hưởng nhiều, bởi vì là rất nhiều bạn đi từ xa đến mà liên quan đến một số các cái điều kiện khác thì rất khó thực hiện, mà chúng tôi vẫn có phương giải pháp là thực hiện để đảm bảo cho các bạn được kết quả thông số được tốt nhất.